rồi. Ở game sao bộ cốt thích phản hồi cỡ bản thân trước không hiểu sao thấy không game được đó. Thử tay trái con chuột con trái con chuột hả, không được, thử tay trái con chuột tay thử con trái con chuột thì nó lại vô trong cái hôm trước nào chỉ tao lần mà tao quên mẹ rồi. Thử tay tay phía bên phải con chuột nè, phía bên phải con chuột nè, open new tab rồi open copy address okay. không thấy để chi ghim kè mẹ đi à, góc chỉnh sửa có chỉnh sửa đây nè, chỉnh sửa nè, chỉnh sửa thì sao đây, đâu không đi rồi, chỉnh sửa này nè, đâu có uống bị vụ, từ bữa giờ tới giờ anh đâu có uống đâu, rượu thì đầy nhà nhưng mà đâu có uống được, tại vì cái thứ nhất là nó không có bạn, nghe rõ không, ví dụ nghe rõ không, cái nào có cho tôi biết nghe rõ không, rồi có cái này đáng nói nè, thì tối hôm kia thì để cái xe ở ngoài parking nhà, là thế là khuya nửa đêm mà là nó vô nó cắt mẹ nó cái bô, nó cắt cái bô rồi anh mời em lên đó, tại vì biết sao, ok chào em, chào anh. Người dân Việt Nam dạ. Là có những thành phần hình như là họ không hề yêu đất nước bất cứ gì đâu, mà khi họ yêu họ thể hiện không phải vậy, đúng rồi, nói một cách khác chăng nữa, so sánh về cái xã hội Mỹ và cái xã hội Việt Nam thì cái xã hội Việt Nam nó vượt trội hơn nhiều, là bởi vì đây nó có tính nhân văn, nó có tính nhân đạo, nó có sự đùm bọc và sự lo lắng của nhà nước Việt Nam. Mà ta nói thẳng như vậy, ta mới bớt lời bây giờ ở trên những chỗ nào ta mới bớt lời là bây giờ người ta phát ra thẻ bảo hiểm toàn cho toàn dân là miễn phí đó, nên nó có những cái mà vùng cao rồi đấy. Ở đây ta nói cho mày nghe, sắp sửa tới đây anh phải anh về mua bảo hiểm rồi, bảo hiểm mua của nhà nước, tại vì phải sắp sửa đi nghỉ hưu, thế thì nó quốc anh một tháng 165 đô một tháng, mặc dù anh về Việt Nam anh ở mà ở đây nó vẫn phải thu, nó vẫn phải thu, nói như vậy để hiểu là bắt buộc đó. Đó, nó có những cái chuyện này là như vậy đó. Rồi chắc bên này thằng cư xá Duy Tân nó chắc là đang làm việc, nó không lên được. Thì báo cáo với lại mà mọi người là bữa nay cái nó cắt mẹ nó cái bô rồi, cái xe cứ cắt mẹ bô, bữa nay là phải báo cáo với lại thằng bảo hiểm để mình lên đền, nhưng mà rõ ràng là nó không thua gì đâu nha, nó sẽ đền cho mình thôi 1-2 ngàn đô, hoặc là nó bắt nó tới một cái shop gì đó sửa đưa biên lai nó ra tiền, hai nữa là nó giết cái chắc cái đền cái giá trị của xe bằng cái bô đó, ví dụ như 2-3 ngàn. Nhưng mà sau này nó một vài tháng sau nó bắt đầu tiền bảo hiểm xe nó sẽ lên, ví dụ như hồi xưa là bảo hiểm xe 100 đồng thì 2-3 tháng sau bắt đầu nó lại 120 hoặc là 150. Lý do nó không kiếm lý do, nó không có lý do gì cho nó có tăng lên là mình phải đóng đó, nó là như vậy. Rồi báo cáo cho mọi người như vậy, rồi nó thật sự là bây giờ đang ngồi đây mà nhớ Việt Nam quá là nhớ, nhớ người, nhớ những con đường, nhớ những cơn mưa, nhớ những buổi nắng mà ta dắt xe mình chạy lòng vòng thành phố. Và báo cáo cho mọi người nữa là thì rồi là ở Việt Nam thì mình đã làm được một cái bản số xe chính chủ, rồi làm được cái giấy cạc mặt chính chủ đó. Nói chung là cái gì mình cũng chính chủ hết rồi, để chứng tỏ là mình là bằng chị, kêu là liền chị liền em bằng chị bằng em
nói chung là coi như mình hoàn tất thủ tục của Việt Nam mình rất là hoàn chỉnh, hẳn là như vậy. Bảo hiểm y tế mua luôn đó, coi như là mình làm người Việt Nam thuần chủng. Mà cái cuộc đi qua Mỹ này mình gọi là đi du lịch nha, tôi không đi du lịch đó, coi như là tôi là người kiều mỹ gọi là kiều mỹ đi kiều mỹ đi qua du lịch, mà không ngờ kiều mỹ đi du lịch kỳ này bị ăn trộm, bị cắt này cắt bô ngán. Anh phải về Việt Nam lâu nha, anh ấy xâm nhập vào đời sống người dân mới thấy là Việt Nam mình nó có cái hay. Đúng rồi em. Còn nếu mấy ông trong cộng về được 4-5 ngày, ông mới về ông thăm anh em, ông chưa hết lấy đâu, ông biết kiểu ra. Tao nó mệt lắm, mấy cái thằng mà nó có cái tư tưởng gọi là chống phá Việt Nam thì mình không bàn tới. Là bởi vì ta giới thiệu cho bạn nghe nè. Ở đây khi các người coi về YouTube, các người sẽ thấy có những cái chỗ này nè. Thí dụ đặt trường hợp ở miền Tây, hay là ở bất cứ trên mọi miền đất nước, kênh YouTube mặc dù YouTube nó cũng có lợi chỗ này, bây giờ họ hoạt động theo cái kiểu cơ chế là từ thiện theo kiểu này. Khi thấy một cái hoàn cảnh éo le hoặc bất cứ một gì mà cảm thấy là xúc động lòng người, thí dụ một người cơ nhỡ bị này cái này, thì tự động là YouTube có tới, và tất cả những cái người mạnh thường quân hảo tâm của cả nước là chung tay góp gạo góp tiền cho người đó luôn. Bằng chứng là một cái sự thật là có một cái ông lì, ông ra là ông làm ngư dân, ông đánh cá ngoài biển, ông rớt xuống biển 4 ngày không có chết, ông được cứu vào bờ. Thế thì tất cả thì YouTube đổ xô tới, thì những người mạnh thường quân ủng hộ đưa tiền mặt 400 triệu tiền mặt liền. Đó là cái gì? Đó là một cái xã hội mà được hình thành bởi sự yêu thương. Đúng rồi. Đó là một cái nha. Mày nhớ cái vụ mà một cô gái ở miền Tây mà ra mày Bắc Giang gì lấy chồng mà bị hành hạ vậy đó không? Vâng. Đó, nhiều lắm và nhiều lắm chứ nó không kể hết. Có nghĩa là chỉ ở Việt Nam đi nó có một cái tình thương bao la như vậy thôi. Người ta mình nói không, nó có cách là lá lành đùm lá rách. Đúng rồi. Còn ở Mỹ này đó, nhà tao hết gạo, tao chưa bao giờ dám qua nhà kia gõ cửa chung vô, đủ nó bắn chết mẹ. Đúng rồi. Nói như vậy cho mày hiểu thôi, ok. Anh như anh về lâu thì anh đi anh thâm nhập rồi, anh biết có những chỗ nó làm thu nhập cao hơn nước Mỹ nhiều, có đóng thuế cho hay đâu, có những quán ăn nhà hàng một ngày thu cả ngàn đô la chứ. Đúng mà tất cả những cái quán ăn nhà ở Việt Nam nó rất là lớn, nó không theo kiểu cửa kiến hoặc là để trong năm sau, nhưng mà biết rõ ràng có nhiều quán ta ở quận 7 ở đâu có đường gì ta, hầu như là gần 2 mẫu đất. Vâng. Mấy bên anh có kinh doanh mà nó đông nghẹt luôn. Cái hôm anh ra Phan Thiết anh ngồi uống cà phê sáng với tụi em, anh biết là nguyên em trả cái chỗ bàn anh em mình là 300 mấy rồi, có một bàn là mấy tiền, hỏi buổi sáng tu biết bao nhiêu tiền, cứ bàn anh em mình uống mấy cà phê là 300 mấy rồi, thì em mời anh bảo là buổi sáng nó quán cà phê nó bán biết bao nhiêu tiền, thu nhập lên biết bao nhiêu, mà suốt ngày nó ngồi với nước Mỹ mà là Việt Nam chúng mày nghèo, chúng mày là lê lết, nó khổ thật. Khỏi vậy đó, thành ra mình mới nói như kiểu là khi người ta đã có cái tư tưởng gọi là phá đất Việt Nam thì nó có hành trình, nó đủ mọi lý do bơm đặt xuyên tạc chụp mũ, hầu như cái gì nó cũng làm cả, nên mình không bằng được mặt cải. Cái chuyện này nó không phải xảy ra ở mới đây mà nó xảy ra hơn 50 năm rồi. Nó cái chỉ đâu lạ, thành ra mình đâu có khe, mình cũng không cần quan tâm đến cái chuyện đó, mệt là bởi vì khi chúng ta về Việt Nam như anh về Việt Nam anh sống chị rồi về 9 tháng mà anh đi khắp mọi miền đất nước, từ miền Tây rồi từ miền Trung rồi từ Huế rồi từ ra Phan Thiết, chúng ta đi hết, anh thấy mọi miền đất nước đều phát triển, và các hệ Việt Nam chỗ này nè mày, kể cả Thái Lan, Lào hoặc là những nước Myanmar, những cái khu vực Trung Á đâu á không bằng Việt Nam này, là bởi vì cái sự tăng trưởng và cái sự mà ấy, giữa thành phố và nông thôn nó gần gần như nhau, mà hầu như nông thôn nó vượt trội hơn nữa. Chẳng hạn như ra Bảo Lộc đi, Mỹ Bảo Lộc ha, thành phố Hồ Chí Minh không bằng đâu. Vâng. Nhà Bảo Lộc,
Dạ, nó tóm lại là cho dễ hiểu người ta là anh thì thành phố Hồ Chí Minh mà nơi trung tâm thôi, có những cái xã bên ven, nó quận bên ven là không bằng Long Khánh thật đấy. Đúng rồi mình nói cho rõ ràng vậy. Những cái xã, những cái quận mà ven ven ngoài thành thì có khi không bằng Long Khánh thật, có khi thôi chứ. Long Khánh bây giờ giàu, rất giàu lắm. Tao nói tao quay cái con đường mà đi vô hai bên nó trời đất ơi, cái cổng nó không lại như là biệt thự rồi. Dạ. Hôm em dắt ra Phan Thiết đi, em dắt ra nhà Phan Thiết đi. Có những cái nhà nó có miếng đất hàng chục, hàng mấy triệu đô la nó vẫn không có bọc vậy. Em chỉ cho anh đi. Miếng đất như vậy hàng chục hecta ngay mặt đường như vậy tính là mấy triệu đô la vẫn không có mọc vậy. Tài sản người ta lớn rồi, suốt ngày nó chê nó là dân lê lết ra đường với lại dân nghèo khổ. Đúng rồi. Thì nói chung thì bữa nay thì anh từ bữa về tới Mỹ tới giờ anh chưa bao giờ lai lít, thì anh không có báo cáo, thì bữa nay anh báo cáo thì anh có nghĩ thì cứ anh em có chuyện có vậy thôi. Dạ. Báo cáo cho em biết là cái sự với lại các em các cháu ở Việt Nam biết là sao bắt cầm và dắt bốc bóng này, tại đây có sự vui buồn lẫn lộn thì cũng có thì nhắc lại một lần nữa là về đây thì được nghe tin của một anh xui anh ở bên Đức anh mất, thì đó là một chuyện buồn. Thì thứ hai nữa là có chuyện vui là đứa con gái thứ hai vừa sanh đứa con gái đầu lòng. Đó là chuyện vui, đó là một thành viên gia đình mới nữa. Rồi nó có nhiều chuyện, rồi cũng thời tiết rồi giấc ngủ nó cũng bị ngược ngạo, cho nên có phải có một thời gian để cho nó ổn định nó lại. Là thứ ba nữa là chuyện trộm cắp ở Mỹ và tôi là một người nạn nhân, và đại khái là như vậy. Thì ok, thì cái hôm nay là lai cũng vừa phải lai ngắn thôi, nhờ vì không có chuyện gì nói cả. Dạ, em cảm ơn anh. Thì nói cả bởi vì cái chuyện gì đó quá, cái thứ ba thì mình không muốn nói tới, nhưng mà vì nắc hiểu là nghe nói là chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình qua diễn kiến coi là coi như là thiên hoàng đó. Nói đó hài thôi, nói chung là thực tế là những năm sau này thì hầu như tất cả những cái tập đoàn lớn và những người mà coi như là những cái đại ca mà thuộc coi là thuộc dạng là cường quốc của thế giới đều qua chầu chật để làm thân với lại Việt Nam. Cái điều đó nó nói là điều gì đó, mình chỉ nói được vậy thôi. Ok, còn cái chuyện nội tình bên trong thì sao biết được, mình đâu phải là người đó. Nhưng mà chắc chắn là khi nó qua thì Việt Nam mình có lợi thì mới làm, không lợi thì không làm, nó đơn giản vậy thôi chứ không có gì cả. Và những cái chuyện đó đừng có ngồi là dạy lãnh đạo làm cái chuyện này là nên đủ thúi lắm, bởi chuyện thôi không đủ tình, không có đủ tình. Thì ok anh chào Hảo Duna. Chào anh nhé. Chào cảm ơn anh Trần. Chúc mọi người chào anh em nhé. Có gì quan trọng. Chào anh em chút. Chào em. Rồi ok.